tuyệt được hả? Quá là mày hay các bác ạ. Mà giá của cô là rất tâm lý, em cứ là đặt xong đấy là má lại có cái tiền. Cô ấy của mày á thì là năm mấy mẹ mấy cũng hết các bác rồi. Người còn cô bán rượu anh còn say chết được rồi. Có cái gì đâu mà say các bác, vào ăn đâu bác. Tôi đây có cái gì mà ông gọi lớn như thế? Chuyện gì? Cái gì tập tạp các bác nhỉ? À, cái tạp tụ tập. Tất cả này tôi bày trước vượt trở tất cả tất cả đó. Ấy vậy mà tôi chút thế này, tao nó không nói là thế nào? Khổ quá, khổ quá. Ông ơi, không phải là một phút mà tôi mua cho ông mấy cái thứ đang để ở trong nhà. Ôi giời, phút này lắm chết. Ông này là ban mặt trận giao cho hội nông dân quán cái thua đường từ bờ sông đến xuống nhà bà Ngân, thì tôi vừa mới đi họp gọi mấy hội viên nông dân ra đi quét dọn vệ sinh môi trường và cắt cây. Ông không biết là sao có mỗi một đấy việc trong nhà mà ông về ông còn cứ lãng nhãn thế, bực hết cả người. Đã hít đất lại còn khéo hoa đó. Cái việc của chị làm đấy.
xã huyện đã thực hiện cái đề án 06 tiến hợp đã định danh vào điện thoại thông minh về phía Nam Phước. Nơi đây có nhiều thuận lợi lắm và ngay xin em cũng được tiến hợp vào hội phía Nam Phước cũng như phía bảo hiểm y tế và phía ngân hàng đều được tiến hợp vào các giấy tờ thủ tục hành chính điện thoại thông minh và phía Nam Phước công dân bất chính là thay thế toàn bộ thuận lợi anh ạ. Tiện thế cơ à? Đấy, ông thấy chưa?